đăng ảnh lên án nạn dùng app sông ảo, Lệ Quyên bị dân mạng soi ra chi tiết bóp méo cả điện thoại. Lệ Quyên đã bị chính chia sẻ của mình phản tác dụng. Mới đây, một bài đăng của Lệ Quyên trên mạng xã hội đã bị đào lại và nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể, Lệ Quyên đã chia sẻ một bức ảnh selfie trước gương cùng dòng cạp tì hòn lên án nạn sông ảo, bây giờ nhiều nàng than thế, biết sao không? Bị áp chỉnh ảnh ảo quá nó hại á nhìn qua ảnh, với lời thực một trời một vực. Cứ chịu khó hình ảnh trung thực tự nhiên, có sao để vậy, hết cô đơn ngay, thử xem nhá. Sẽ không có gì đáng nói nếu như bài đăng của Lệ Quyên không phản tác dụng lại chính khổ chủ. Theo nhiều khán giả cho hay, dù đã có lòng lên án nạ sông ảo, thế nhưng chính bức ảnh Lệ Quyên đăng tải lại bị soi ra chi tiết bóp méo cả điện thoại. Thậm chí, còn có một vài bình luận trêu rằng chiếc điện thoại Lệ Quyên dùng phải chăng là đời mới vì con quá đến nỗi không biết xếp vào dòng nào. Không biết có phải do bị dân mạng trêu ngươi quá nhiều hay không mà trên trang cá nhân của Lệ Quyên đã không còn bài đăng này nữa. Xem ra trong những lần tới, Lệ Quyên phải kiểm tra thật kỹ lưỡng đường hình và đường chữ sao cho khớp nhất trước khi đăng tải lên mạng xã hội. Mặc dù rất chăm chỉ trụ chân tại phòng tập gym và sở hữu bộ đi nuột nà đáng mơ ước, thế nhưng Lệ Quyên không ít lần bị dân mạng soi ra những bức ảnh chỉnh sửa quá đà. Trên trang cá nhân, không hiếm những lần Lệ Quyên tự tin khoe bộ đi mướt mắt, nhất là sau khi công khai tình trẻ Lâm Bảo Châu, nữ ca sĩ càng quan tâm nhiều hơn đến việc chăm chút vẻ bề ngoài. Nói gì về việc Lâm Bảo Châu ghen khi người yêu ôm đồng nghiệp trên sân khấu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.